Đường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc giảng ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng con ngồi khắp chúng sanh ngồi khắp chốn ni. Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hà Gia, con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, Nam mô Bích Hà Gia, con không biết ngài vừa vào đạo tràng ngài có nghe được âm thanh của con không. Ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay là tùy niệm tăng. Dạ, sa thủ lành thai, nhục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, hối đạo tràng nhục bình hôm nay bị khang tiếng, nhưng nhục đồng hồ thấy con ngắn quá nên nhục bình cũng phải thỉnh pháp sư để cho kịp giờ đạo tràng hoan hỷ cho nhục bình. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, thực ra lúc này tôi rất là bận và ngại. Bây giờ chúng tôi mới hiểu được như thế nào gọi là làm việc như cái máy. Chúng tôi vừa về tới chùa, lúc đó là 6 giờ. Sau khi chúng tôi lây vây công việc cá nhân một chút, thì sắp đến 7 giờ điện thoại lung tung, chỗ này chỗ kia. Cho nên chúng tôi mua cái này bắt cái kia. Dần mệt quá. Các vị thông cảm, khi nào mà chúng tôi có vào trễ đôi ba phút đó, cũng nếu khi nào mà chúng tôi có bị bệnh hay có công việc là chúng tôi sẽ báo liền, tôi sẽ điện báo liền cho cô Nhật Quỳnh được qua điện thoại. Còn nếu khi mà không qua điện thoại thì ở đây có cô Ngọc Tấn, cô tu nữ Ngọc Tấn ở trong chùa, thật ra cô biết rõ là chúng tôi có vào hay không vào, thì cô sẽ báo trước để quý vị yên tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái pháp môn tùy niệm. Trong hai tuần trước chúng ta đã học pháp môn tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học về tùy niệm Tăng. Ồ, đâu có chi cô. Cô Nhật Quỳnh có chi mà phải sám hối. Chỉ dặn, sư dặn dò vậy để cô yên tâm. Vì hôm trước sư cũng có nói với cô Nhật Quỳnh là mỗi tuần và thứ bảy điện nhắc cho sư vậy mà. À, không, không phải. Cô điện thoại sư không có bận đâu, vì sư có công việc chút xíu vậy chứ không có bận rộn gì. Cảm ơn cô đã điện thoại nhắc. Kính thưa quý vị,
ít có ai chú ý đến cái việc mà tùy niệm ở Đức Tăng. Mặc dù đa phần chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà người Phật tử thông thường thì chỉ biết là niệm Phật thôi, nhưng mà niệm Pháp và niệm Tăng thì chúng ta không có chú ý. Phật tử năm tông thì chúng ta có tụng ân đức Tam Bảo, Itibiso Phát Qua Arahang Sama Sambuddho, là ân đức Phật Bảo, Svakato Phát Qua Ta Thâm Vô Phật Vật, là ân đức Pháp Bảo, Supatipano Phát Qua Tô Ta Vaka Sankho, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, vân vân. Đó là chúng ta tùy niệm tăng. Đọc là đọc như vậy thôi, nhưng mà có mấy ai hàng ngày suy tưởng về các ân đức đó để chúng ta một cái sự cảm nhận bằng niềm tịnh tính, quan hỷ và dốc lòng tu tập theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Cho nên nhưng chúng ta học thanh tịnh đạo về các cái đề mục thiền, cho dù mùa địa mục này, những địa mục tùy niệm này là địa mục đưa đến cận định hay là cận hành định Upachara Samadhi, nhưng mà những địa mục này gần sát với đời sống của chúng ta. Vì ở trong bài kinh Thạch Chắc Gác, kinh Ngọn Cờ, Đức Phật cũng đã thuyết, đã nói về câu chuyện các vị chư thiên khi nhìn thấy ngọn cờ của Đức Như Thích hay là của Tứ Đại Thiên Vương, tâm của các vị trở nên dũng mãnh, can đảm và hăng hái chiến đấu với bọn Atula. Đức Phật dạy cũng bị khi nào mà tức chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ, đệ tử Như Lai đang có cái sự kinh sợ, khiếp đảm, lông tóc dựng ngược, thì hãy nên niệm tưởng ân đức Phật Itibiso Phát Qua Arahang Sama Sambuddho, Svakato Phát Qua Ta Thâm Mô, Supatipanno Phát Qua Tô Sa Vaka Sankho, vân vân. Thì cái sự sợ hãi đó nó sẽ tan biến, nó sẽ trở lại bình tĩnh để đương đầu với cái nghịch cảnh. Rồi ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật cũng nói đến một cận sự nam, một cận sự nữ thiện tính. Thành tựu lòng tin viên mãn, gọi là viên mãn lòng tin, gọi là Sattha Samadha, có nghĩa là người đó nhớ tưởng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, như vậy gọi là viên mãn lòng tin. Những trường hợp này các Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý các cái đoạn kinh đó để người Phật tử chúng ta đời sống hàng ngày có cái sự hành trì tu tập các cái đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng
để làm tăng trưởng cái lòng tin, đem lại cho chúng ta một cái sự can đảm và sự an lạc. Điều đó sẽ có lợi ích thiết thực. Sở dĩ mà chúng tôi dạy các cái đề mục khác, như là đề mục bí xứ, 10 đề mục bí xứ, hay là 10 đề mục tử thi bất mỹ, mà chúng tôi dạy nó chỉ đại khái phớt qua, không có đi chi tiết cụ thể nhiều lắm, là bởi vì cái đề mục đó chúng ta không cần thiết phải thực hành trong đời sống hàng ngày, nhất là cái thời buổi bây giờ người Phật tử chúng ta không có rảnh rang để chúng ta đi chùa, để chúng ta tu tập thiền định. Cho nên những cái đề tài mà thuộc về 10 biến xứ, hay là đề tài 10 tử thi vân vân, chúng ta không cần thiết. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái pháp môn tùy niệm tăng Sankhanusti. Tùy niệm tăng là sự niệm tưởng những đặc tính cao quý của hội chúng thinh văn đệ tử Phật. Nói cách khác là sự tùy niệm có cảm hứng từ chúng tăng già. Chữ tăng, chữ sanh khác ở đây đó, đọc âm cũ là tăng già. Chữ tăng già là cái tiếng phiên âm, tàu âm của cái chữ sanh khác, chứ không phải tăng già tăng trẻ. Chúng ta nhớ gì? Rồi người ta nói tắt, người ta nói là tăng. Như vậy chữ sanh khác ở đây tức là chúng, một cái hội chúng. Nó đồng nghĩa với chữ parisa là cái hội chúng. Cái chữ sanh khá đó bây giờ người ta xài, người ta lại ám chỉ cho các vị nam tu sĩ. Còn ni thì người ta dùng cái tiếng ni là để ám chỉ cho các vị nữ tu sĩ Phật giáo. Thì ở đây thưa quý vị, người ta nói là chưa tôn đức tăng ni. Nhưng mà ở trong cái điển Bali đó, ở trong luật tạng Bali đó, thì xài như vậy nó không có trúng, nó không có đúng với ngữ pháp. Là bởi tại sao? Vì Đức Thế Tôn có hai hội chúng, một là Phikkhu Sangha, Phikkhu Sangkho là chúng tỳ kheo, và Phikkhu Ni Sangkho là chúng tỳ kheo ni. Ngài có hai hội chúng. Cho nên khi mà ở trong cái bài kinh cúng dường, phân tích sự cúng dường đó, đặt cái nào với phần gác, phân tích cái sự cúng dường, thì ở đây Đức Phật này dạy rằng có những cái cuộc trai tăng là cúng dường chúng tỳ kheo, có những cái cuộc trai tăng cúng dường cho chúng tỳ kheo ni, có những cuộc trai tăng cúng dường cho cả hai hội chúng tăng tỳ kheo và tăng tỳ kheo ni. Quý vị nghe chúng tôi nói về tăng tỳ kheo ni, quý vị đừng có cười, đừng có nghĩ rằng chúng tôi lẩm cẩm, chúng tôi nói sai. Tăng là tăng, sao có tỳ kheo ni trong đó không? Chính vì chỗ mà quý vị, đối với tỳ kheo ni mà quý vị không xài chữ tăng, mà quý vị xài chữ ni, cái đó mới là lẩm cẩm đó. Vì cái danh từ nam tính phi khú chỉ cho tỳ kheo nam, nếu muốn biến thành nữ
Một vị tỳ kheo nữ thì phải là thêm chữ, thêm cái tiếp vị ngữ ni vào trong đó, cũng như hạt thí là con vô lực, hạt thí ni là con vô cái. Xài như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta tùy xài viết nó quen, thành truyền thống nó quen miệng, hễ chúng ta gọi tăng là chỉ cho nam tu sĩ, mà nữ thì chúng ta gọi là ni. Như chúng ta chỉ lấy cái chữ tiếp vị ngữ ni ra chúng ta nói chuyện đó, thì như vậy sợ e nó không có đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta xài chữ ni để chỉ vậy, vậy chữ sajini đâu có chữ nào chữ sajini đâu. Saji samadera là chỉ cho mấy vị sa di người nam, sa di người nữ thì gọi là samaneri. Lẽ ra chúng ta nói là sa di ri chứ, cũng như phi khú phi cùng ni, nhưng mà người ta cứ sa di ni, xài chữ ni mượn mà xài thôi, phải không? Đại khái là gì? Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý học Phật pháp là chúng ta học ngôn ngữ Pali, và chúng ta học cho tới nơi tới chốn, cái nguồn gốc của từ phải phân biệt nó rõ ràng gì. Cho nên khi mà đi dạy trong học viện mà chúng tôi dạy ở Pali cho tăng ni, cho các cái vị tăng sinh ni sinh, thì chúng tôi phân tích kỹ lưỡng, họ cũng đau đầu lắm thưa quý vị, nhưng mà phải làm thôi. Giờ thì ở đây chúng ta nói đến chữ chúng thinh văn, sa qua cát săn khô là hội chúng thinh văn. Tại sao gọi là thinh văn? Cái chữ sa qua cát nó từ cái ngữ căn của động từ xúc na tí là nghe, xúc căn xúc có nghĩa là nghe, sô túc là thính giả là người nghe, và uống u đổi thành ô hoặc là uống u đổi thành áo quá. Do đó cho nên chữ sao quá như chúng ta nói thamas sawana, sawana là sự nghe pháp, thamas sawana là sự nghe pháp. Thì chữ sao quá đó phối hợp với chữ cá, chữ đi cá thì thành sa quá cá, sa quá cá tức là thinh văn, thinh là nghe, văn là học. Tại sao gọi là thinh văn? Là bởi vì ở đây có hạn giác ngộ tự mình giác ngộ giải thoát, không thầy chỉ dạy, và đem giáo hóa chúng sanh những gì mình giác ngộ, thì vị đó được gọi là toàn giác. Có những vị, có những hạng giác ngộ, tự mình giác ngộ, giải thoát, không thầy chỉ dạy, nhưng mà giác ngộ xong rồi, thì vị đó hưởng làm giải thoát, rồi niết bàn, nhưng mà không thiết lập giáo lý để dạy chúng sanh, thì đây gọi là bách chê các vụt thác. Sapinyu của Thái là toàn giác, mà Pachye của Thái là độc giác. Còn có những hạng người không thể tự mình giác ngộ được, mặc dù cũng có duyên, có cái hạnh nguyện giải thoát,
nhưng mà phải chờ cho đến khi có giáo pháp của bậc chánh đẳng giác thiết lập, rồi nhờ nghe pháp, rồi thực hành mới chứng được a la hán hay là a la hàm, tư đà hàm, tu đà quần. Thì như vậy được gọi là thinh văn, chúng thinh văn, gọi là thinh văn giác, gọi là sa va các phương thác. Thì trong ba hạng đó, ở đây khi mà chúng ta nói đến tùy niệm tăng sankha nusti, là niệm tưởng ơn đức tăng già, mà tăng già ở đây tức là hội chúng thinh văn đệ tử Phật. Chúng thinh văn đệ tử Phật tuyệt hảo, đó chính là Chattari Purusi Ugadi Attha Purusa Pukkala E Sapakvato Savaka Sankho, là bốn đôi tám vị, đó là chúng thinh văn đệ tử Phật, đệ tử Thế Tôn. Bốn đôi là thế nào, tám vị là như thế nào, hay gọi là tứ sâm bát bối. Tứ sâm tức là tám đôi, bốn đôi. Bốn đôi thì là đạo quả tu đà quần, đạo quả tư đà hàm, đạo quả a na hàm, đạo quả a la hán. Còn Attha Purusa Pukkala tức là bát bối, là tám vị thánh, tám hạng thánh. Thì ở đây là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đó là chúng ta nói bốn đôi cũng được, mà chúng ta nói tám hạng thánh cũng được. Thì những bậc thánh này được gọi là chúng thinh văn sa quá các sanh khô của Đức Thế Tôn. Chúng thinh văn ấy khéo thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn, gọi là Sư Phật Thích Văn Đô. Chúng thinh văn ấy là bậc trực hành, tức là có cái sự thực hành một cách trung thực, ngay thẳng. Nhà Yapatipanu như lý hành là chúng thinh văn có sự thực hành theo giáo pháp bằng cái phương trí tuệ đúng theo tôn ý của Đức Phật. Chân chánh hành Sami Chipatipanno là chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn, là bậc chân chánh hạnh, là người có cái hành động chân chánh, không có sai, không có tà vại. Chúng đệ tử này của Đức Thế Tôn đáng được hiến dân, hiến tặng, hiến cúng. A hồi nay vô, ba hồi nay vô, đắc khi nay vô. À, hôm nay vô tức là xứng đáng, đáng cúng dường đó. Ba hôm nay vô là đáng để biếu tặng,
những cái lệ, những cái vật nào ngon quý người ta dành để biếu tặng cho những người quan trọng. Thí dụ như chúng ta có bánh mứt đầu mùa, bánh trái cây đầu mùa, thì thường thường người ta để, người ta đem hái để người ta tặng cho những cái người có thế lực để nhờ họ giúp đỡ cái này kia vân vân. Thì đối với những vật tặng đó đó, nếu mà khi đã trở thành Phật tử rồi thì họ nghĩ không có ai đáng để mình tặng cho bằng tăng chúng, cho nên Phật tử họ đem, họ đem vào để họ tặng, đáng nhiên cúng. Thay vì người chết á, họ đem họ cúng mâm mâm cổ ở trên bàn thờ để họ vái, họ nguyện cho người chết về ăn. Nhưng mà người Phật tử khi biết rồi thì đắc cái này vô, tức là đem cúng cho chư tăng, lấy cái phước đó họ hướng cho người thân, thì như vậy gọi là đáng hiến cúng, đáng bái lại, tức là đáng được chắp tay xá chào hoặc đảnh lễ, là phước điền vô thượng cho đời. Những người có niềm tin cái hạt giống đó mà muốn tạo được cái phước báo thì họ đem đến cúng dường chư tăng như là gieo cái ruộng phước vậy. Thì ở đây thưa quý vị, trong ơn đức tăng đó, chúng ta hỏi vậy chứ có bao nhiêu đức tăng? Chỉ có chính ơn đức tăng thôi. Vì từ cái đoạn mà Giê Đi Đăng Chát Ta Rí Purisa Yuga Rí Atha Purisa Pukala Ê Sá Phá Qua Tô Sa Và Ca Sang Khô đó, ba cái câu đó đó không phải là ơn đức, không phải là ơn đức tăng. Ba người ta giới thiệu trước hết Supatipanno Phakwato Sawakasangko, chúng thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, lấy cái chữ Supatipanno là một ơn đức. Rồi Uchupatipanno Phakwato Sawakasangko, chúng thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, Uchupatipanno là một ơn đức, là hai. Nhà Yapatipanno Phakwato Sawakasangko, chúng thịnh văn của Đức Thế Tôn là bậc như lý hạnh, nhà Yapatipanno là ơn đức thứ ba. Sami Chipatipanno Phakwato Sawakasangko, chúng thịnh văn của Đức Thế Tôn là bậc chân chánh hạnh, Sami Chipatipanno là một ơn đức nữa, gọi là thứ tư. Thì cái chúng thinh văn đó là gồm những ai? Gồm những ai? Chúng thinh văn mà chúng ta nói bốn ân đức thiện hạnh, hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh đó, tức là Giá Đi Đăng, tức là bốn đôi tám vị mà chúng tôi vừa nói khi nãy, Đạo Quả Tu Đồng Quần, v.v. Trời Ê Sát Phật Hòa Tô Sa Hòa Ca Sang Khô, đó là chúng thinh văn của Đức Thế Tôn. Cái câu kết, chúng thinh văn của Đức Thế Tôn đó là A Hồ Nay Vô, lận đức thứ năm. Ba Hồ Nay Vô
đang hiên cận đắc khi đầy vô hiên cúc anh cha đi vô là đáng bái lại anh nói ta rằng vui nhắc thế tăng lục cách sát là phước điền vô thượng cho đời. Như vậy là chúng ta có chính sao gospel ghi lộn xộn mà không được. Sư đã nói rồi, một Supatipanno, hai là cố chú Patipanno, ba là Nyayapanno, bốn là Samijipatipanno, năm là Ahunayo, sáu là Bahunayo, bảy là Dakhinayo, tám Anjarikaranayo, và chín là Anuttarang Vujjhakhitang Lukassa. Cần phải học thông thuộc những cái ân đức như vậy thì chúng ta mới có thể thực hành để chúng ta suy niệm được. Chứ không phải là chúng ta thuộc từng câu rồi chúng ta cứ đọc, đọc như là con vẹt vậy thì chúng ta sẽ không phải là niệm tưởng ân đức tăng. Đó là chính đức tính đặc biệt của thánh chúng Ariya Sangha Guna. Chỉ có hội chúng thánh đệ tử Ariya Savaka Sangho mới xứng danh là bậc thiện hạnh vân vân. Còn hội chúng hảo phàm phu Kalajana Uthuchana Sangha là những vị tỳ kheo phạm nhân có tu tập cũng đáng được kính trọng nhưng mà không tuyệt đối xứng danh. Bởi vì các cái hạng tỳ kheo phạm nhân chỉ gọi là Kalajana Phut Vô Thuốc Trình Á, tức là hảo phàm phu. Có lúc khi mà có một môn đi đến hỏi Đức Phật tại sao hạng phàm phu mà không gọi là đáng cúng dường như là bậc thánh và cả la hán tu đồ quần tu đà hàm a na hàm, thì Đức Phật nói rằng bởi vì cái hạng phàm phu, cái sự tu tập của họ là không có quân bình, có khi thì có đức tin, có khi thì niềm tin thấu giảm, có khi thì tinh tấn thái quá, còn có khi lười biếng, có khi có trí tuệ sáng suốt nhưng có khi cũng có trí tuệ lu mờ, có lúc có chánh kiến, có lúc cũng có tà kiến, vân vân. Thì như vậy hạng phàm phu nó không có nhất định được. Chúng thánh tinh văn của Thế Tôn gồm bốn hạng là bậc dự lưu Sotapatti, bậc nhất lai Sakadagami, bậc bất lai Anagami và bậc lậu tận Khinasawa hay A-la-hán A-ra-hanta. Bốn hạng thánh này nếu kể về đạo và quả dự lưu, đạo và quả nhất lai, đạo quả bất lai, đạo quả A-la-hán thì gọi là bốn đôi. Nếu kể từng hạng thánh nhân, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả thì có tám vị Atthapurissapokkala. Chúng đệ tử Savaka Sangho hay chúng thinh văn của Thế Tôn, thánh chúng ấy có chín đặc điểm cao quý. Một về Supatipanno thiện hạnh, gọi như vậy vì thánh chúng đã hành trình qua đạo lộ tốt đẹp, đạo lộ chân chánh, đã thể nhập thánh đạo Ariya Margo. Trần hạnh Uchupatipanno
là các bậc thánh đã hành trình trên con đường ngay thẳng, không có khuynh hướng cực đoan, khổ hạnh và lợi dưỡng, tức là đi theo con đường trung đạo Maccima Patipada. Ý nghĩa của cái đức tính như lý hành Nyaya Patipanno là các bậc thánh đã hành trình đạt đến Niết Bàn. Niết Bàn gọi là chân như Nyayo Vuccati Nibbanam, tức là hành trình để đạt đến Niết Bàn. Chân chánh hành, ý nghĩa của chữ chân chánh hành Samichi Patipanno là các bậc thánh đã hành động theo đường lối đúng đắn mà bậc đạo sư đã đề ra, hay theo đường lối đáng được ngưỡng mộ. Có ý nghĩa là Ahunayo là bậc đáng hiến dân, các bậc thánh xứng đáng nhận lễ phẩm mà người ta mang từ xa đến để dâng lên các bậc cao quý. Còn ý nghĩa của chúng ta Ahunayo bậc đáng hiến tặng, có nghĩa là các bậc thánh xứng đáng nhận tặng phẩm mà người ta kính biếu đến những thượng khách. Bậc đáng hiến cúng Dakhinayo, ý nghĩa là các bậc thánh xứng đáng nhận cúng phẩm mà người ta có niềm tin cúng dường để tạo phước. Bậc đáng bái lại Anjali Karniyo là các bậc thánh xứng đáng để người ta biểu hiện cung kính bằng cách chắp tay lên đảnh lễ. Bậc phước điều vô thượng cho đời Anuttarang Vunyakhetang Lokasa, thánh chúng đệ tử của Đức Phật là hội chúng tối thượng hội chúng. Thánh chúng như vậy là thửa ruộng có đất mù mỡ, chúng sanh gieo hạt giống niềm tin vào thửa ruộng ấy sẽ gặt hái quả phước dồi dào. Trên đây là để trình bày về ý nghĩa của chính cái đức tính cao quý của chúng tăng đệ tử Thế Tôn, bậc thánh chúng. Bây giờ chúng ta nói đến cái việc tu, cái cách tu tập tùy niệm tăng. Hành giả muốn tu tập tùy niệm tăng cần phải hiểu thông ý nghĩa chính ân đức cao quý của tăng như vậy, rồi đi đến chỗ yên tịnh độc cư. Nếu mà chúng ta muốn đi vào rừng đến một gốc cây, ngôi nhà trống cũng được, nếu có phương tiện, còn bằng không thì chúng ta cứ ở tại nhà, cái phòng riêng của mình đó. Nếu mà nhà có nhiều tầng thì vị hành giả nên đi đến cái tầng ở trên cao, nơi mà mọi người trong gia đình ít có lui tới, ngồi trên đó cũng gọi là đi đến cái chỗ yên tĩnh độc cư, ngồi xuống, ngồi xuống kiết già hay đoán già. Chữ thinh văn từ xưa đến nay quý vị thường xem ở trong kinh đó, quý vị có cảm hứng từ nơi cái vị thánh thịnh văn nào, như là ngài tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, hay là tôn giả Moggallana, tôn giả Hồ Kỳ Liên, hoặc là tôn giả Anuruddha, hay là tôn giả Kaspa, bất cứ vị tôn giả nào là bậc lậu tận hay là bậc thánh hữu học mà quý vị có sự ưa thích, có sự quan hỷ, thì quý vị nhớ ghi cái hình ảnh đó.
Khi mà chúng ta bắt đầu ngồi xuống ghế dài bán già, hướng tâm đến việc tùy niệm tăng đó, chúng ta muốn gợi lên cái hệ của chư thánh tinh văn mà chúng ta nhớ biết. Rồi chúng ta khởi niềm tỉnh tính là tăng bảo. Hành giả bắt đầu niệm tưởng các đức tính cao quý của thánh chúng đệ tử Phật như sau. Vì chúng ta đã có học hiểu được ý nghĩa sa u chu gọi là Subhatipanno Phakwato Sawakasanko, chúng ta hiểu cái nghĩa Subhatipanno là một thiện hạnh rồi, cho nên chúng ta ngồi chúng ta cứ nghĩ tưởng ở trong tâm Subhatipanno Phakwato Sawakasanko, chúng tinh văn của Đức Thế Tôn là một thiện hạnh, vì các ngài đi trên đạo lộ tốt đẹp. Uchupatipanno Phakwato Sawakasanko, chúng tinh văn của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, vì các ngài đã hành trình đạo lộ ngay thẳng. Nyayapatipanno Phakwato Sawakasanko, chúng tinh văn đệ tử Thế Tôn là bậc như lý hạnh, vì các ngài đã hành trình đến Niết Bàn, vân vân. Chúng ta cứ niệm tưởng đầy đủ các đức tính cao quý của bậc thánh chúng theo ý nghĩa đã được thông thuộc. Các ân đức khác của quý vị nhớ này, thí dụ như đó, A Hồ Nay Vô Phát Hoa Tô Sa và Cà Sang Khô, chúng tinh văn của Đức Thế Tôn là bậc đáng hiến dân. Pa Hồ Nê Vô Phát Hoa Tô Sa và Cà Sang Khô, chúng tinh văn đệ tử Thế Tôn là bậc đáng hiến tặng, vì các ngài xứng đáng nhận lãnh tặng phẩm mà người ta đem kính biếu cho những thượng khách. Chúng ta cứ coi theo bài đó mà chúng ta học thuộc lòng, rồi chúng ta niệm tưởng. Hành giả niệm tưởng đầy đủ các đức tính cao quý của chúng, của thánh chúng theo ý nghĩa đã thông thuộc. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến khi tâm của hành giả hoàn toàn an tịnh đối với tăng chúng. Khi hành giả niệm tưởng ở đức tăng như thế, thì tâm hành giả lúc ấy có sự an lạc, không bị tham sân si ám ảnh, nhờ khởi lên cảm hứng từ tăng chúng. Những cái ý nghĩa mà chúng tôi trình bày ở đây là nói theo thanh tịnh đạo ngày Bố Thất Bố Sáng. Sau khi hành giả chiếp phục được các triền cái, những chi thiền xuất hiện nơi tâm của hành giả cũng là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định, nhưng chỉ đạt cận hành định chứ không đạt đến an chỉ định, bởi vì tâm hành giả bận niệm tưởng đến nhiều đức tính đặc biệt của tâm. Đó là nói chung các vị hành giả, dù hành giả cư sĩ hay hành giả xuất gia. Nhưng mà nói riêng bậc xuất gia là khi một vị tỳ kheo chuyên tâm tu tập sự tùy niệm ở đức tăng, thì vẻ có thái độ cung kính tôn trọng đối với tăng chúng, vẻ sẽ viên mãn vị tính, vị giới,
có sức mạnh diệt phục nỗi sợ hãi khủng bố, có khả năng chịu đựng khổ thọ. Vị ấy cảm thấy như mình đang sống với sự hiện diện của tăng chúng, nên dễ có lòng tàm là quý khi gặp hoàn cảnh muốn phạm giới. Và nếu hành giả không thâm nhập được gì cao siêu hơn thì ít nhất đây cũng là nhân đưa đến một cảnh giới an lạc. Cái ý nghĩa này nó cũng gần giống như là cái kết quả của cái sự thực hành tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp vậy đó. Chúng ta để nguyên văn mà chúng ta không có trao chuốt cái câu văn khác đi, để quý vị đọc, quý vị có cảm nhận được đó là thanh tịnh đạo. Thì nó tóm lại, khi một người thường suy tư, suy nghĩ về Đức Phật và có tâm quan hỷ đối với Đức Phật, thì vị hành giả đã thích hợp để hành cái pháp môn gọi là tùy niệm Phật. Còn nếu như vị hành giả thích những cái lý pháp, thích những Phật ngôn mà Đức Phật đã thuyết, có sự quan hỷ trong giáo pháp, thì vị hành giả sẽ thích hợp để thực hành cái pháp tùy niệm pháp, đề mục tùy niệm pháp. Còn nếu vị hành giả là người quan hỷ với công hạnh của các vị tôn giả thời Đức Phật, như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Một Người Liên, hay tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan, khi mà chúng ta có cái sự quan hỷ với các tôn giả đó, thì vị hành giả này có sự thích hợp để tùy niệm tăng. Người Phật tử không thể nào là không có sự tùy niệm ân đức Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Bởi thế, trong đời sống hàng ngày, người Phật tử chúng ta khi nghĩ đến Đức Phật là chúng ta nghĩ bằng, suy nghĩ bằng tất cả lòng thành kính, chúng ta mới có cái sự cảm hứng để chúng ta tùy niệm ở Đức Phật. Trong đời sống hàng ngày, người Phật tử chúng ta phải có cái sự cẩn trọng lời ăn tiếng nói khi mà chúng ta có cái cơ hội để chúng ta tranh luận về giáo pháp với người khác, thì chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta tôn trọng pháp, lấy pháp làm chuẩn, lấy kinh điển làm chuẩn, chứ chúng ta không có nói theo cái ý của mình và xuyên tạc giáo pháp. Mà hãy chúng ta xuyên tạc giáo pháp thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành cái pháp môn, cái đề mục tùy niệm pháp để mà cho nó phát sinh kết quả được. Cũng vậy, một vị hành giả hàng ngày không có tâm chống đối với chúng thinh văn đệ tử Đức Phật, không có kỵ, không có đố kỵ với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Người Liên, Ngài Kassapa, vân vân. Chúng ta không có cái sự đố kỵ. Bây giờ có nhiều người họ coi kinh điển, họ xem kinh điển, họ thấy đề bài đa tội nghiệp quá, thì những lúc mà
Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Muộn Liên Nha, Đức Phật dạy. Rồi hai ngài thinh, thượng thủ thinh văn này đi đến tại trú xứ của Đề Bạt Đa. Một vị thì thuyết pháp, còn vị hiện thường thông, làm cho chúng 500 vị tỳ kheo hội chúng của Đề Bạt Đa bỏ Đề Bạt Đa mà theo về với Đức Phật hết. Có những người họ đọc qua chỗ đó, họ cảm thấy thương xót cho Đề Bạt Đa và họ bắt đầu công kích ngài Xá Lợi Phất, ngài Muộn Liên. Khi mà chúng ta có cái ý công kích các cái bậc thinh văn như vậy đó, thì vị không bao giờ tôn tập tùy niệm tăng để mà cho nó có cái sự hứng thú được. Cho nên hàng ngày đó, người Phật tử chúng ta đọc trong kinh điển, nghe trong Trung Bộ Kinh những bài kinh mà do các vị tôn giả khác thuyết, tôn giả đệ tử Đức Phật thuyết, thì chúng ta nên có sự quan hỷ. Khi chúng ta quan hỷ rồi, chúng ta quan hỷ với Phật, với Pháp, với Tăng rồi, hàng ngày chúng ta muốn tu tập niệm ơn đức nào cũng vậy. Bữa nay thì niệm ơn Đức Phật, sống bằng cái sự an vui do niệm Phật. Ngày mai thì chúng ta niệm ơn Đức Pháp, ngày mốt chúng ta niệm ơn Đức Tăng. Chúng ta cứ xoay vòng như vậy đó, thì thưa quý vị, cuộc đời của quý vị, cái trái tim của quý vị khi mà niệm tưởng Đức Tam Bảo, thì ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rằng trái tim của vị giả lúc bây giờ nó cũng giống như là một cái ngôi đại hùng bảo điện, ở trong đó chỉ có thờ Đức Phật, thờ giáo pháp, thờ chúng thinh văn thôi. Thành thử tham sân si khó, tham sân si nó không có xâm nhập được tâm. Và chính điểm này mà khiến cho cái vị hành giả tạo nên nhiều công đức, nhiều phước báo. Cho nên hãy cố gắng thực hành để đem đến một cái sự an lạc. Thì hôm nay chúng ta cũng chỉ học có một, chúng ta chỉ học có một ơn đức thôi, một cái pháp tùy niệm thôi. Quý vị hãy cố gắng nhớ, cố gắng nhớ điều đó để chúng ta tu tập cho tốt đẹp. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Kính chia phước giải pháp chân chính này đến tất cả chư tôn đức và các vị tu nữ như quý Phật tử chúng ta được sẽ vui tiến hóa. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phước báo cho rung. Nam mô Bổn Thầy. Bhagavato sappa mangalang rakkhanto sappa devata sappa buddhana bhavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhanto sappa devata sappa dhammahanu bhavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhanto sappa devata sappa sanghanu bhavena sarasvati bhavantu te. Tất cả phương báo hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.